Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay sẽ nói về cái câu chuyện là với các cái giống chó nói chung thì cái con chó chúng ta nên cho nó ăn một ngày mấy bữa. Thì trước đây mình cũng như mọi người, cái thời kỳ đầu mà mới nuôi chó thì cũng như mọi người muốn là người ăn mấy bữa thì con chó nó cũng ăn từng đấy bữa, thành ra là kể cả là cho trưởng thành mình vẫn cho nó ăn 3 bữa một ngày. Nhưng mà thực ra cái hệ tiêu hóa của con chó nó không như của người chúng ta. Con chó hay là con mèo, cái tiêu hóa của nó theo kiểu khác, và cái dạ dày của nó có thể chứa được cái lượng ăn lâu hơn một con chó ở ngoài tự nhiên đấy. Đơn giản là gần nhất với con chó là con chó sói đấy, hay là con mèo ta của chúng ta, nếu mà nó được ăn một bữa no nê theo kiểu con mèo nó bắt được chuột, hay là con chó ở ngoài tự nhiên đấy mà nó săn được con mồi nó ăn, thì một cái bữa ăn của nó có thể 2 ngày nó tiêu hóa mới hết. Con mèo ta của chúng ta nếu mà nó bắt được chuột ấy thì có thể nó ăn một bữa, chúng ta sẽ thấy là nó bỏ cơm 2 ngày là cái chuyện bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì nó vẫn tiêu hóa chưa hết. Đó. Thì đấy là cái câu chuyện mà chúng ta có thể để chúng ta suy ngẫm. Và với cái con chó trưởng thành thì hiện tại bây giờ là mình đang cho chúng nó ăn một bữa một ngày. Khi mà có cho con thì mình cho ăn một bữa chính và một bữa phụ với con chó trưởng thành. Bởi vì sao? Bởi vì đến bữa ấy, thì cái con chó con nó ăn thì cũng phải cho con chó trưởng thành một tí, chứ nếu mà không thì nó thèm, bởi vì nuôi cùng nhau. Đó, còn nếu mà mọi người nuôi một con ấy thì nếu như ở trại nhà mình, đầu tiên mình sẽ nói là cái cách cho ăn ở trại nhà mình trước, thực tế. Rồi sau đấy sẽ nói cái câu chuyện thêm lý do tại sao để cho ăn như vậy. Thì đầu tiên ấy là cái cách cho ăn là Siro này đây, Siro lên đây ngồi, phải có con ở ngồi đây thì mới được. Ok, như bọn Siro này là chó nhà đẻ ra này, nuôi từ bé này đến bây giờ là nó 2 tuổi rồi. Thì với con chó con của trại nhà mình ấy, cái giai đoạn tập ăn, khi mà giai đoạn tập ăn thì cái dạ dày nó rất là nhỏ. Thì cho nó ăn một ngày 3 bữa hoặc là có thể đến một ngày 4 bữa. Maxi lên, thích lên ghế ngồi. Thích lên ghế thì lên ghế ngồi, chứ còn đây nó lên đây chơi thôi chứ chưa. Thế Siro ngồi xích vào đây cho mẹ ngồi đấy. Maxi có lên không? Lên thì lên kia ngồi. Ok, ngồi đấy, nhìn vào video. Nhìn vào video không? Cái này không, chưa ăn được. Với cái con chó con ở cái giai đoạn tập ăn thì có thể nó ăn 3 bữa hoặc 4 bữa một ngày. Với cái con chó con đến giai đoạn khoảng 2 tháng, khi mà mọi người mới bắt con chó về, mọi người cũng nên cho nó ăn khoảng 3 bữa một ngày. Nhưng đến khi con chó nó khoảng tầm 3 tháng và 4 tháng thì cái dạ dày của con chó nó to hơn, mọi người có thể chuyển dần sang ăn 2 bữa. Có thể là con chó 4 tháng là chúng ta bắt đầu áp dụng cái chế độ ăn 2 bữa một ngày sáng tối rồi. Và chúng ta sẽ giữ cái 2 bữa một ngày sáng tối như thế đến khoảng tầm con chó nó khoảng tầm 10 tháng. 9 tháng, 10 tháng là lúc đấy cái dạ dày của nó đủ to, cái hệ tiêu hóa của nó phát triển. Dạ dày nó đủ to để nó có thể chứa được cái lượng ăn đủ trong một ngày của nó. Và nó vẫn tiêu hóa tốt, thì khi ấy chúng ta có thể chuyển sang một bữa một ngày. Như là những con chó trưởng thành, những con chó trưởng thành của mình là mình đều cho ăn một bữa một ngày thôi. Đây là mọi người thấy đong cám này, là đong cám 4 lạng, hơn 4 lạng một chút này, là cái khẩu phần ăn một ngày của chúng nó. Là mình cho ăn bọn mấy con này là mình cho ăn buổi chiều, bởi vì buổi sáng thì chủ dậy giờ giấc lung tung hay dậy muộn, thành ra là cho chúng nó ăn buổi chiều thì nó sẽ luôn luôn ăn đúng giờ. Thì đó là cái câu chuyện, nếu mà các bạn hỏi là một ngày cho ăn mấy bữa thì là ok, thì con chó trưởng thành nhé, chúng ta có thể cho nó ăn một ngày 3 bữa nếu các bạn có thời gian. Nhưng mình muốn nói ở đây là kể cả là chúng ta cho ăn một ngày một bữa, con chó nó vẫn ok tất cả mọi thứ tốt, và nó không bị theo kiểu là như là chúng ta sợ bị đói, như kiểu là người chúng ta là ăn từ sáng đến trưa là đói rồi, từ trưa đến tối là đói rồi, nếu mà bỏ bữa thì thương nó đói. Hầu như là mọi người là thương con chó đói. Nhưng mà đấy, mọi người hôm nay thì chia sẻ để mọi người biết được là cái hệ tiêu hóa của con chó nó khác của người. Bởi vì sao? Bởi vì trên thực tế khi mà mình cho con chó của mình nó ăn một bữa một ngày nha, mình cho ăn vào bữa chiều này, thì mình hay cho chó di chuyển bằng ô tô. Thì những cái con chó của mình, trong những cái loạt chó của mình thì cũng có những con nó bị say xe, mấy con này thì nó không bị. Nhưng cũng có những con nó bị say xe, như con Hana chẳng hạn, là nó là một con bị say xe.
đi đường dài mà đi hay dừng đỗ là nó có thể nó bị say xe, thì nó say xe là thỉnh thoảng đi qua đợt là nó bị nôn, nó say xe nó nôn như người ấy, ói ấy. Thì cái việc mà mình giả sử mình cho ăn từ chiều hôm nay này, nếu đến bữa chiều hôm chiều tối hôm nay, nếu buổi trưa ngày mai mình chở nó đi bằng xe và nó bị say xe thì mình thấy nó vẫn nôn ra hạt nha mọi người nhé, vẫn nôn ra hạt. Có những cái đợt đấy thì mình di chuyển là mình chở cái con chó sát cái giờ ăn tiếp theo, tức là buổi chiều hôm nay này thì trước cái buổi chiều ngày mai, cứ coi như là đến tận buổi chiều ngày mai đi thì mình mới chở nó đi xe, thì con chó nó vẫn nôn ra một ít hạt, tức là trong dạ dày nó vẫn còn nha mọi người nhé, nó nôn ở dạ dày thôi chứ nó không nôn ở được ở ruột, nó xuống ruột là thôi. Nhưng mà đấy là để mọi người biết được là con chó cho nó ăn một bữa một ngày, thì từ buổi bữa ngày hôm nay đến bữa ngày mai trong dạ dày của con chó nó vẫn còn đồ ăn và chúng ta không phải lo cái việc là con chó nó cồn cào ruột gan như người chúng ta. Người chúng ta là cái tiêu hóa, thời gian tiêu hóa là nó nhanh hơn, và cái quan trọng ấy là cái lượng ăn của chúng ta nó ít, cái dạ dày của chúng ta chứa ít, dạ dày của con chó nó chứa nhiều. Đó. Thì cái đấy là cái mà để mọi người có thể từ đấy mọi người sắp xếp cái chế độ ăn cho con chó của mình, chứ không phải là lo là nó khi mà cho nó ăn một bữa một ngày mà cái con chó của chúng ta nó bị cồn ruột, nó bị nó đói thương. Khi chúng ta yêu quý chó ấy, và chúng ta nuôi con chó ở gần gũi chúng ta ấy, thì đến bữa chúng ta ăn thì nó có thể ra là nó ngồi nó nhìn, ok lúc đấy chúng ta cho nó một hai miếng, nhưng đấy là cho nó ăn theo kiểu ăn vặt nhé, gọi là cho ăn cho vui chứ không cần phải cho nó ăn, đấy là bữa của nó, bữa của chúng ta cũng là bữa của nó, không cần phải như thế. Dễ hiểu thì mọi người có thể 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 linh động suy nghĩ ra một chút, là giả sử như trẻ con nó ăn nó khác với người lớn ăn, trẻ sơ sinh nó ăn khác với người lớn ăn, trẻ sơ sinh nó bú sữa mẹ ấy, 2 tiếng 3 tiếng nó bú một lần đó. Người lớn chúng ta mà cho ăn 2 tiếng 3 tiếng cho ăn một bữa làm sao chúng ta ăn được? Chúng ta phải 5 6 tiếng chúng ta mới ăn một bữa. Nếu mà chúng ta ăn cái bữa rất no và chúng ta không phải làm một cái việc gì đấy mà nó tiêu năng lượng lắm thì đến bữa tiếp theo có khi chúng ta è à, chúng ta còn không muốn ăn. Bởi vì sao? Bởi vì cái đồ ăn của cái bữa trước chúng ta tiêu hóa nó còn chưa hết, chúng ta chưa đói. Đó. Thì với con chó mọi người có thể hiểu là với con chó trưởng thành, con chó khoảng tầm không cần phải trưởng thành đâu, khoảng tầm 10 tháng trở lên là nó có thể chứa được cái dạ dày của nó có thể chứa được cái lượng đồ ăn cho cả ngày rồi. Nhưng nó có một cái này là cái con chó mà tầm 10 tháng đi, 9 10 tháng thì cái phần ăn của nó ở trong giai đoạn đấy nó vẫn đang nhiều, nó nhiều hơn con chó trưởng thành. Giả sử với cái hạt này đi. Con chó trưởng thành nó ăn một ngày 4 lạng mốt, con chó 40 cân một ngày ăn 4 lạng mốt nhá, cái hạt này nhá. Hạt khô. Thì cái con chó ở tuổi lớn 9 tháng 10 tháng ấy, một ngày nó ăn 6 lạng đó mọi người, 6 lạng đến 6 lạng rưỡi với cái hạt này, thì mọi người sẽ thấy là 4 lạng mốt đấy, tí nó mình ngâm ra mọi người sẽ thấy là nó sẽ nở đúng bằng từng đây luôn, cho từng này nước là cái phần ăn của chúng nó sẽ nở đúng bằng từng này, thì nó sẽ tương đương với 4 lạng mốt này, nó tương đương với khoảng tầm 1 cân 8 đồ ăn tươi nếu mà bình thường chúng ta cho ăn, nó tương đương như thế, nó nhân lên gấp khoảng tầm 3 lần, 4 lần với cái lượng đồ ăn tươi bình thường. Thì đây là cái phần ăn một ngày của một con chó trưởng thành. Nhưng nếu mà cái con chó đang tuổi lớn ấy, thì chúng ta vẫn nên chia ra 2 bữa. Để làm gì? Để không phải là bởi vì là sợ chúng nó đói, mà bởi vì là như thế là để cho nó tiêu hóa tốt nhất. Chia ra làm 2 lần để cho dạ dày nó không bị quá căng. Đó, mọi người hiểu là đấy là cái mục đích là như thế thôi. Còn chúng ta không sợ cái đường ruột trong cái dạ dày của con chó nó không có đồ ăn khi chúng ta cho nó ăn một kể cả một bữa. Bởi vì chúng ta không sợ là dạ dày của nó rỗng, nó hại dạ dày hay là nó cồn cào ruột gan như là ở người chúng ta. Mà đấy là chúng ta chia ra 2 bữa với con chó đang tuổi lớn là bởi vì cái lượng ăn của nó rất là nhiều. Và chúng ta chia ra như thế là để cho nó tiêu hóa tốt, cho nó không bị căng quá. Bởi vì với cái con chó trưởng thành mà cái lượng ăn một ngày mà cho ăn một bữa ấy, thì nó ăn xong là nó lộ bụng ấy. Bụng nó hơi có độ no, nhìn lộ bụng luôn. Thì cái con chó tuổi lớn cái lượng ăn nó nhiều hơn chúng ta nên chia ra, là lý do là như vậy thôi. Thì như thực tế ở trại nhà mình ấy, thì những cái con mà trưởng thành khoảng 10, từ khoảng tầm 15 tháng trở lên,
là mình sẽ cho ăn một bữa một ngày thôi, bởi vì tầm đấy nó ăn ít. Cái tầm mà con chó ăn nhiều nhất đấy là cái tầm con chó nó ở 5 tháng này, 6 tháng này, 7 tháng này, 8 tháng. Là 4 cái tháng đấy là cái con chó của chúng ta nó, cái lượng ăn của nó là nhiều nhất, nó giai đoạn nó lớn nhanh nhất, nó ăn nhiều nhất. Thì ở trong cái giai đoạn đấy chúng ta nên chia ra cho nó 2 bữa một ngày. Nếu các bạn có thời gian, sáng các bạn có thể dậy sớm thì các bạn có thể chia cho nó 3 bữa một ngày, ok. Nhưng mà cái việc 3 bữa là không cần thiết nha mọi người nhé. 2 bữa là thoải mái. Để mà cái lượng đồ ăn đấy, nó ăn 2 bữa là thoải mái, để nó ăn đủ cái lượng đồ ăn nó cần cho một ngày. Và cái dạ dày của nó tiêu hóa tốt, không bị căng. Đó. Còn cái bữa ở giữa có thể là cái bữa cùng vào cái bữa chúng ta ăn thì ok. Chúng ta nuôi con chó thả nó chạy loanh quanh ở trong nhà thì chúng ta cho nó ở miếng. Dùng, có thể dùng đồ ăn của nó. Giả sử như là với con chó to này đang tuổi lớn này, giống này đang tuổi lớn mà một ngày của nó giai đoạn nó ăn nhiều, nó có thể ăn 6 lạng rưỡi thì có thể là gì? Có thể chúng ta cho bữa sáng 3 lạng, bữa tối 3 lạng, còn một nửa lạng nên là chúng ta cho bữa trưa. Tức là gì? Là cho nó ăn theo kiểu là ăn cho vui mồm thôi. Hoặc nếu không chúng ta cho ăn hết sáng với tối, bữa trưa chúng ta có thể cho nó ăn vặt một cái miếng gì đấy thôi là đủ. Đấy gọi là ăn để cho nó vui thôi, chứ không phải không, nó không cần thiết. Thì đấy là cái chia sẻ thực tế về cái số lần ăn. Và cái thực tế là cái con chó của mình khi mà mình di cho nó chở, nó di chuyển bằng xe và nó vào những con say xe thì mình mới biết được là thực tế nhá, là mình biết được là đến cái bữa tiếp theo, một ngày cho ăn một bữa, thì từ bữa hôm nay đến bữa tiếp theo ở trong dạ dày nó vẫn còn một phần đồ ăn. Cho nên mọi người không cần phải lo ở cái việc là cái đồ ăn nó bị hết, nó con chó nó rỗng ruột, nó bị đói. Bởi vì cái cơ chế thì mọi người có thể hiểu đơn giản như thế này này, là cái đường ruột của con chó giả sử như nó to bằng 2 ngón tay rồi đi, giả sử như vậy, thì với 1/3 cái bát này, nếu chúng ta chia làm 3 bữa nhé, cùng một cái lượng này, 1/3 cái bát này thì sao? Thì nó vào dạ dày, nó chui qua một cái đường ống là đường ruột như thế này, thì nó cần một cái quãng thời gian nào đấy để nó chui hết được cái đồ ăn này, thì nó sẽ hết cái đồ ăn ở trong dạ dày của nó, đúng không? Nhưng nếu mà chúng ta cho luôn gấp 3, tức là cho hết cả chỗ này bằng 3 lần, thì đương nhiên cái thời gian để nó chui qua cái đường ống này, tiết diện là nó là cố định của cái đường ruột. Thời gian để nó chui qua cái đường ruột, tức là chính là cái thời gian để tiêu hóa, nó phải lâu hơn. Bởi vì cái tốc độ chui qua đường ruột của nó là một cái tốc độ nào đấy cố định, kiểu như vậy. Nó có thể thay đổi nhưng nó không có đáng kể trong trường hợp mình cho ăn ít hay mình cho ăn nhiều. Thì đó là cái mà vì sao mà cho nó ăn một bữa thôi, nhưng mà sang đến cái ngày tiếp theo chúng ta cũng không sợ nó đói. Bởi vì là nó tốc độ nó chảy qua cái đường ruột nó tiêu hóa ở trong cái đường ruột của nó có một cái tốc độ nào đấy thôi. Và khi mà cái lượng ăn nó nhiều, cái đồ ăn nó nhiều thì nó cũng phải chảy từ từ nó mới hết được. Chắc chắn thời gian tiêu hóa nó phải dài hơn nhiều so với việc chúng ta cho ăn ít. Đó. Thì đấy là cái chia sẻ và cũng là cái mà có cái thực tế để mọi người có thể yên tâm được, là cái việc là kể cả con chó trưởng thành chúng ta cho nó ăn một bữa một ngày, nhưng quan trọng là chúng ta phải cho ăn đủ lượng của một ngày cho nó. Thì con chó của chúng ta không có sợ là nó bị rỗng ruột, nó bị hại dạ dày, nó bị đói hay là này kia. Còn cái con chó mà đang tuổi lớn thì chúng ta phải chia ra nhiều bữa, vì cái lượng ăn mà con chó đang tuổi lớn nó cần nhiều hơn con chó trưởng thành. Chúng ta cho ăn một bữa, một là cái con chó nó còn nhỏ, cái dạ dày nó không thể chứa đủ được. Hai nữa là cái dạ dày của con chó non, với con chó non 2, 3, 4 tháng tuổi, cái dạ dày của nó rất là mỏng. Cái khả năng co bóp của nó, nếu mà cho chúng ta cho nó ăn no ấy, thì cái co bóp của nó kém. Và cái co bóp của nó kém thì nó tiêu hóa kém. Thành ra là với con chó nhỏ thì chúng ta lại không nên cho ăn no. Chúng ta cho ăn ở một cái mức độ nào đấy thôi. Còn với con chó to chúng ta có thể cho ăn no hơn cái con chó nhỏ một chút. Có thể cho thấy bụng nó vẫn tiêu hóa tốt được, bởi vì cái dạ dày của nó khỏe hơn cái con chó nhỏ nhiều. Dạ dày nó dày hơn và cái cơ dạ dày nó khỏe hơn các thứ. Thì đó là cái mà như vậy, chốt lại là về cái số bữa ăn thì mọi người có thể tham khảo cái cách như thế này, là cái con chó từ 2 đến 4 tuổi đi. Từ 2 tháng tuổi, con chó 2 tháng tuổi và 3 tháng tuổi mọi người nên cho nó ăn 3 bữa một ngày. Từ 4 tháng tuổi trở lên đến khoảng 11, 12 tháng tuổi
Đó là tùy giống nha mọi người nhá, tức là ở trong cái tuổi lớn của nó ấy. Quan trọng là trong tuổi lớn của nó, từ mình cứ tính trung bình là từ 4 tháng đến 10 tháng đi, là đa số các giống chó nó sẽ phát triển mạnh nhất ở trong giai đoạn đấy. Thì chúng ta nên cho ăn 2 bữa một ngày. Giai đoạn đấy là lượng ăn nó nhiều nhất, từ 4 tháng đến 10 tháng. Còn mỗi một giống chó nó một kiểu, có những cái giống chó thì từ 11 tháng trở lên thì nó đã là một cái con chó trưởng thành rồi. Nó chưa phải là tuổi trưởng thành nhưng cái cơ thể của nó đã như y như một con chó trưởng thành rồi, thì chúng ta có thể chuyển sang cho ăn một bữa. Nhưng cũng có những cái giống ấy thì 11 tháng nó vẫn còn đang ở trong cái tuổi lớn của nó, thì cứ ở trong cái tuổi lớn của chúng nó mà cái lượng ăn của chúng nó cần nhiều. Cái lượng ăn thì mọi người đơn giản là nhìn ở trong trên 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 cái hướng dẫn của cái bao hạt thôi, hoặc là trên những cái hướng dẫn dành riêng cho giống chó, hoặc là dựa vào những cái thực tế một cái giống chó nó phát triển như thế nào thì chúng ta điều tiết. Thì trong tuổi lớn thì chúng ta nên cho ăn 2 bữa trong tuổi lớn nhanh nhất. Còn nếu mà cái con chó còn non thì chúng ta nên cho ăn 3 bữa đó. Còn cái giai đoạn trước đấy thì giai đoạn dành cho người nhân giống thì mọi người không cần phải quan tâm, bởi vì lúc ấy có thể phải cho ăn 3 bữa một ngày. Giai đoạn ban đầu tập ăn có thể phải cho ăn 4 bữa một ngày, bởi vì là nó như là cái con chó nó bú mẹ, như kiểu trẻ con bú mẹ nó sẽ phải ăn nhiều lần, mỗi lần một ít, một tí kiểu vậy. Còn khi trưởng thành thì chúng ta sẽ chăm chó rất là nhàn, 1 bữa một ngày thôi chứ không cần phải nhiều. Còn bình thường là có thể cho nó ăn vặt. Đây giả sử như đây có mấy quả quýt này, là để buổi tối chủ làm muối cho chó muối theo kiểu như vậy. Đấy là cái đồ ăn vặt của chúng nó, chứ không nó không cần phải bữa ăn chính. Bữa ăn chính 1 bữa thôi. Đây đây này, nói chuyện với mọi người từ nãy đến giờ này, là hạt bắt đầu nở rồi đây, hạt bắt đầu nở rồi đây, sắp được ăn rồi. Đó, cái lọ canxi này là tí bổ sung cho chúng nó là 1 ngày 1 viên. Với cái con chó trưởng thành và nó không có cái vấn đề gì cả. Đây như Siro này là đang lên giống này, Siro là hôm nay lên giống này, là bổ sung cho Siro 2 viên 1 ngày đến khi phối giống thì dừng. Đó, không là đến khi nào gần đẻ thì lại bổ sung cho 2 viên 1 ngày. Còn Melci với Pila thì bổ sung viên 1 viên 1 ngày, gọi là mang tính chất là đồ bổ sung để đảm bảo nó con chó nó luôn đủ canxi hàng ngày cho nó. Bởi vì cái canxi nano này thì nó có một cái lợi thế là nếu mà cơ thể con chó nó không cần thì nó sẽ thải ra ngoài, cơ thể nó cần thì nó mới lấy cái canxi vào trong xương, mọi người hiểu là như thế. Còn nếu không thì nó sẽ bị thải ra ngoài. Đấy, nó có cái lợi thế của nó như thế, nó không sợ bị thừa. Thì bù 1 viên 1 ngày thì mọi người cũng hoàn toàn mọi người đều có thể bù được, chứ nó cũng không có gì cả. 1 viên thì tính ra nó khoảng tầm 2.000 gì đấy, không đến 1.000 mấy thôi. 150 viên mà 250.000 mà. Đó, đấy đấy là cái đồ bổ sung cho nó. Và rất nhiều người hỏi mình là cho ăn cái cám này thì có cần phải bổ sung cái gì khác không. Thì thực ra mà nói về cái bổ sung thì mỗi người muốn bổ sung một kiểu. Nhưng mà nếu mà mọi người mà muốn cái con chó nó đạt đến cái mức độ như bọn chó nhà mình này, thì chia sẻ thực tế với mọi người là nếu mà trước đây mình cho ăn 100% hạt thì mình chỉ bổ sung mỗi canxi với chibi thôi. Đó, mình chả bổ sung cái gì cả, không có cái gì khác, chỉ có hạt canxi chibi thế thôi. Đó là nếu mọi người muốn cái con chó đạt như con mức độ những con chó nhà mình. Còn mọi người mà muốn nó đẹp hơn, muốn nó thế này, muốn nó thế kia thì mọi người có thể tìm những cái để mọi người bổ sung. Còn khi con chó nó có thể nó phát sinh cái này cái kia thì lúc đấy chúng ta sẽ xử lý riêng từng cái một riêng của nó. Còn bình thường là mình cho ăn là 100% là mình chỉ cho ăn như thế này thôi, chứ chẳng có gì cả. Còn cái đợt vừa rồi ấy, là muốn thử chuyển sang cho nó ăn cái chế độ đồ ăn tươi là một, và cái thứ hai nữa là nó cũng là cái giai và rơi vào cái giai đoạn quá thời gian thì cho nó ăn thử cái đồ ăn tươi. Là mọi người sẽ thấy rất nhiều video mình cho nó ăn cơm gà, cơm bò, hay là cho nó ăn thịt với lại rau. Đó đó là những cái để chia sẻ ra cái ăn thực tế, ăn những cái đấy thì sẽ ăn ở cái mức độ như thế, cũng là để mọi người post lên để mọi người tham khảo. Chứ còn bình thường mà nói thì từ hai như mình đã nói đấy, từ 2014 đến 2020 là mình đều chăm chó bằng hạt thôi. Trong cái giai đoạn vừa rồi nó có thời gian thì mới chăm chó thử chăm chó bằng thịt. Thì cái thịt cho chó ăn thịt nó có cái lợi của nó, mà cho chó ăn hạt nó có cái lợi của nó. Mình cũng đã từng nói chia sẻ rồi, nhưng để rồi một hôm nào ấy, mình sẽ chia sẻ một cái video chi tiết về cái việc cái ưu nhược điểm của cái việc là cho ăn đồ tươi và cho ăn đồ khô, để mọi người cùng tham khảo, mọi người lựa chọn cái nào đấy mà để chúng ta chăm chó cho nó nhàn, chăm chó cho nó đầy đủ dinh dưỡng
nó tiêu hóa tốt. Ok, xin chào tất cả mọi người, đến đây thôi, còn bây giờ là bọn này bọn chúng nó còn phải chờ thêm nữa chứ hạt nó vẫn chưa nở đủ, phải ngâm ngâm để cho nó nở bung ra thì nó phải mất khoảng tầm 30 phút thì nó mới nở bung được ra thì sẽ cho chúng nó ăn. Ok, xin chào tất cả mọi người nhé. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Video mà hữu ích thì mọi người cho xin một like và mọi người chia sẻ video giúp Rockefeller Gavi để nhiều người biết đến nhờ. Để nhiều người biết đến chăm con chó cho nó đầy đủ, nhàn và vui vẻ. Ok, xin chào tất cả mọi người. Siro xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye. Ôm nhau cái là Siro này.